Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là hình ảnh ghi lại vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một tiệm sửa xe, khiến dư luận không ngừng bàn tán về cách ứng biến của người đàn ông trong clip. Như quý vị đang theo dõi, người đàn ông này đang sửa xe thì bất ngờ lửa bốc lên từ bình xăng xe và lan rộng. Xung quanh đó có rất nhiều ổ điện, có cả quạt máy đang thổi. Thay vì dùng bình chữa cháy chuyên dụng thường được trang bị ở nhà và các cửa hàng để dập lửa, gia chủ lại dùng hẳn thau nước tạt vào đám lửa, khiến xăng lan ra cháy mạnh hơn. Người đàn ông tay không lao vào rút các thiết bị điện trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Được biết đám cháy được dập tắt sau đó, tuy nhiên chiếc xe đã cháy rụi. Vấn đề được đặt ra là thiết nghĩ mỗi người dân cần trang bị những kiến thức căn bản về phòng cháy chữa cháy để có thể xử lý kịp thời khi lỡ rơi vào tình huống tương tự. Xăng từ trong xe bắt lửa bùng cháy, gia chủ đã lấy nước tạt vào cả xe, mặc kệ dây điện xung quanh. Tình huống quả thật khiến ai xem qua cũng phải hoảng hồn. Liên quan đến tình huống về giao thông, đoạn camera an ninh ở một nhà dân đã ghi lại màn va chạm không đáng có, xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện không chấp hành tốt luật giao thông, thiếu quan sát, đặc biệt là khi di chuyển trong khu dân cư. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Từ xa, hai thanh niên chạy xe Tega màu đỏ không đội mũ bảo hiểm vừa đi vừa nói chuyện. Đây là đoạn đường trong khu vực dân cư đông đúc. Đang chạy xe thì tai họa đã ập đến khi người phụ nữ chạy xe trắng từ trong hẻm phóng ra nhưng không hề quan sát đã đâm thẳng vào hai thanh niên này. Cả ba người ngã nhào ra đường. May mắn không ai bị thương nghiêm trọng nhưng đây là bài học nhớ đời cho họ. Chuyên mục camera nóng đã từng đưa tin cảnh báo đến người dân cần đề cao cảnh giác trước mọi tình huống tai nạn bất ngờ, trong đó đáng chú ý là việc ngồi trước cửa nhà. Minh chứng là vừa mới đây, camera nóng tiếp tục ghi nhận vụ việc của một nữ ninja đã lao thẳng xe vào trước cửa tiệm của một người dân, may mắn tử thần đã ngủ quên. Lúc này, nam thanh niên đang ngồi trước cửa hàng điện lạnh của mình, đằng sau đó có nhiều thiết bị tủ lạnh đã cũ để trưng bày. Bất ngờ từ góc khuất của camera an ninh, một người phụ nữ chạy xe Tega không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó, đã lao thẳng xe vào cửa hàng, tông văng các tủ lạnh cũ. May mắn, nam thanh niên kịp phản xạ chạy đi, thoát khỏi cú tông trời giáng. Nhiều người dân đã có mặt hỗ trợ nạn nhân, người này chỉ bị trầy xước nhẹ.